Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ là ngày 17 tháng 4. Bây giờ là khoảng chừng 3 giờ chiều giờ Cali thì ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua tuần mới rồi là ngày thứ hai ngày 18 tháng 4. Và hôm nay là Chủ nhật đó là Easter Sunday thì trước hết thường muốn gửi một lời Happy Easter lễ phục sinh đến với các bạn. Nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu nhìn vào cái tình hình giá cả ra sao các bạn thấy được là hai ngày qua thường không có thể làm video để mà chia sẻ với các bạn tại vì thuận bận thay thuế thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà về cái phương diện giá cả thì chúng ta đã thấy được là btc đã hầu như đi hàng ngang bắt đầu là từ thứ sáu tới bây giờ cả tuần À, cuối tuần qua đó, 20 ngày qua thì không có sự thay đổi nhiều Chúng ta thấy được là giá cả cứ xoay quanh cái mức là khoảng 40.000 đô Có khi đi xuống một chút, có khi đi lên một chút Nhưng mà ở thời điểm hiện tại đó vẫn là xoay quanh cái mức là 40.000 đô 2-3 ngày qua bây giờ là 40.208 Khi mà chúng ta nhìn vào cái thị trường nhìn chung đó thì cũng không có nhiều cái sự thay đổi lắm các bạn thấy được là có màu đỏ, có màu xanh nhưng mà cái màu nó rất là nhạt như là cái sự thay đổi không có cao và chúng ta nhìn vào cái số lượng linh đồng 7 đó thì các bạn thấy được là bây giờ đó dựa theo thống kê của tiếp tục thì vẫn đang ở mức cao nói chung đó thì trong vòng hai ba ngày qua tình hình cũng không có gì thay đổi nhiều chúng ta thấy được là cũng giống như là chúng ta nói tới tình hình ngày thứ năm cách đây vài ngày nhưng mà có một điều đó là ngày mai là ngày 18 tháng 4 đó là cái ngày rất quan trọng ở Hoa Kỳ đó chính là cái ngày hết hạn thay thuế năm 2022 có nghĩa là những thu nhập của năm 2021 đó là phải khai à, ngày cuối cùng là ngày mai ngày 18 tháng 4. Và đối với nhiều người đó như là Barry Schubert thì tin tưởng đó là lý do tại sao chúng ta thấy crypto có cái sự đi xuống gần đây có thêm một số lượng người bán crypto là tại vì họ cần bán crypto để mà đóng thuế. Nếu như các bạn tin đó là sự thật đó thì Barry Schubert nghĩ là sau ngày mai chúng ta sẽ không thấy cái số lượng người đã bán đó nữa. Nhưng mà thật ra có thể là hôm nay đó những người nào mà cần thay thuế đã thay xong rồi bản thân thường cũng đã thay thuế. À, cuối tuần vừa qua đó cách đây hai ngày thường cũng dành thời gian để mà thay thuế cho nó xong thì cũng khá là phức tạp nhưng mà cuối cùng cũng đã khai xong trước đây không có chia sẻ với các bạn đó là cái thuế thường ước tính đó, năm nay đóng là thuế thu nhập là khoảng chừng là 500 trăm đô nhưng mà cuối cùng khai thuế xong đó thì đóng cỡ là khoảng chừng bốn .000, 000 đô thì có thể cũng tiết kiệm được trăm 000 đô có thể nghĩ là như vậy nhưng mà bản thân thuận cũng đã khai thuế xong rồi và thuận sẽ là một trong những người mà cái nhóm người khai thuế chảy nhất phần lớn thì cũng đã xong rồi hy vọng là Shibert nói đúng chúng ta sẽ không tiếp tục thấy người ta bán crypto để mà đóng thuế nữa nhưng mà chúng ta đã bước qua cái tuần mới đó thì trong tuần này đó các bạn cần phải quan tâm đến những gì thì đây là cái uh, lịch liên quan đến những cái uh, sự kiện kinh tế của tuần này thì các bạn đã thấy được là phần lớn tuần này đó giống như là thứ ba chúng ta thấy có thông tin gì đó chính là lời phát biểu của chủ tịch Fed Chicago Charles Evans sẽ nói chuyện. Rồi chúng ta thấy là thứ tư chúng ta lại có thêm những cái uh, tài liệu như là Chủ tịch Fed của San Francisco, May Daly cũng sẽ có lời phát biểu. Rồi kế đó nữa cũng cùng ngày đó chúng ta lại thấy được là Chủ tịch Fed ở Chicago là Charles Evans cũng sẽ nói chuyện. Cũng cùng ngày đó các bạn thấy được là Chủ tịch Fed của Atlanta cũng sẽ có cái lời phát biểu nói chung đó, thì ngày thứ tư chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái chủ tịch fed của những chi nhánh khác nhau có nhiều lời phát biểu ở nhiều nơi và thứ năm cũng vậy chúng ta thấy thứ năm chúng ta lại nghe nói tới hai người thứ nhất đó là chủ tịch của San Luis là James Boyer cũng sẽ nói và James Boyer thường là một người mà thích ra cái ý nghĩ là Fed cần phải tăng lãi suất rất là nhanh và cũng ngày thứ năm chúng ta sẽ nghe cái lời phát biểu đến từ tổng chủ tịch John Powell à, nói chuyện về tình hình kinh tế của thế giới với lại quỹ tiền tệ quốc tế IMF là ngày thứ năm. Các bạn có thể thấy được là trong cái tuần này đó rất nhiều và rất nhiều những chủ tịch của Fed sẽ lần lượt đưa ra những cái lời phát biểu ở nhiều nơi khác nhau thì cũng đồng nghĩa là chúng ta cũng sẽ tiếp tục thấy những cái bài viết liên quan đến uh, lãi suất, liên quan đến lạm phát vân vân thì cũng không có gì gọi là lạ đâu. Các bạn hãy chuẩn bị tâm lý. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều những bài viết liên quan đến là Fed sẽ có ý nghĩ gì liên quan tới lãi suất, liên quan đến lạm phát vân vân. Và chúng ta cũng thấy được là thứ năm đó của tuần này sẽ có cái thông tin liên quan đến cái chỉ số thất nghiệp và bây giờ đó chúng ta đã thấy được là cái dữ liệu bây giờ đó cho thấy được là ước tính là 180.000 nghĩa là thấp hơn so với cái tháng vừa rồi thì có nghĩa là mọi người bây giờ hy vọng đó là cái số lượng người thay thất nghiệp sẽ thấp hơn là con số của tháng trước và đây cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng để cho mọi người có thêm một cái dữ liệu là cái khả năng trong cái tháng năm tới đây ra Fed sẽ tăng lãi suất ra sao bây giờ thì hầu như nhiều người cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Fed sẽ lại tăng lãi suất thêm một lần nữa và tăng 0,5% tại vì chúng ta cũng đã thấy được đó là hai cái nhiệm vụ của fed đó. thứ nhất là cần phải quản lý phần trăm lạm phát có nghĩa là quản lý giá cả hàng hóa và thứ nhì đó là fed phải có những chiến lược để cho người dân có công an việc làm cho nên nếu như người dân mà có công an việc làm thất nghiệp thấp đó thì fed có thể tập trung để mà tăng lãi suất để mà chống lại lạm phát đó là một trong những cái yếu tố quan trọng chúng ta sẽ xem xét trong cái tuần này và các bạn cũng đã thấy rồi chiến lược của fed á, thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn hầu như là chiến lược của họ bây giờ là tăng lãi suất là một phần mà thôi nhưng mà fed á, hầu như tuần nào hết chủ tịch này đến chủ tịch kia các bạn đã thấy à, lịch trình rồi trong tuần này đó ngày này hết tới ngày kia từ thứ ba thứ tư thứ năm mạnh như này tới người kia lên đài truyền hình lên cho những diễn đàn khác nhau để mà chia sẻ là bây giờ lạm phát cao quá là fed cần phải nhanh chóng để mà quản lý phần trăm lạm phát điều này thôi cũng đủ để có cái hiệu ứng là làm cho nhiều nhà đầu tư lo sợ và làm chậm lại cái sự phát triển của nền kinh tế có nghĩa là họ muốn hù mọi người hơn là họ muốn tăng lãi suất đối với Thuận là như vậy và rất nhiều những bài viết cũng đã chia sẻ cảm nghĩ tương tự là Fed bây giờ hầu như cũng đã hiểu rõ được muốn quản lý phần trăm lạm phát đó đáng lý họ cũng phải bắt đầu từ cách đây một năm rồi chứ không phải đợi tới bây giờ nhưng mà các bạn thấy là Fed cứ nói là có thể là tăng lãi suất trong vòng cả năm qua nhưng mà lại không có hành động bây giờ hành động nó nhiều người cho cũng đã quá trễ cho nên họ cũng hiểu được điều này và họ muốn làm tất cả những gì có thể để mà quản lý phần trăm lạm phát thì chỉ đáng tiếc là mỗi lần mà Fed nói về lạm phát tăng lãi suất thì thị trường lại một màu đỏ và cái sự tương quan giữa chỉ số Nasdaq đó chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ với lại chỉ số của BTC và crypto đó cái sự tương quan đang rất là cao cho nên dẫn đến là thị trường chứng khoán màu đỏ đó thì thường chúng ta thấy màu đỏ xuất hiện ở trên thị trường crypto hy vọng là trong tuần này những cái thông tin sẽ không làm mọi người quá lo sợ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin đến từ Fed nhưng mà có một cái tài liệu được chia sẻ bởi Fox News tôi cũng cảm thấy khá là thú vị đó chính là cả cái thị trường tài chính cũng như là nền kinh tế đó thì dựa vào quyết định của Fed. Đây là một trong những đơn vị mà có cái sự ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào những cái hội viên của Fed bây giờ đó, những cái chủ tịch của những chi nhánh như là James Buller, uh, William Joyce, Daly của San Francisco, Evans, Bostick vân vân, thì các bạn đã thấy được đó là đây là cái cột mà họ của những người mà đang đứng đầu những chi nhánh của Fed, những người mà có sức ảnh hưởng. Nhưng mà cái cột bên tay phải đó là trước đây họ có làm việc cho công ty nào hay là chưa thì các bạn thấy được là phần lớn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trên 11 người trên màn hình là chưa bao giờ làm việc cho bất cứ một công ty nào Có nghĩa là cả đời họ chỉ làm cho Fed mà thôi Đó là công việc duy nhất của họ Và còn lại ba người kia đó thì các bạn thấy được là hai trong ba người Trước khi mà tham gia vào Fed ấy, thì đã là giáo viên chứ không phải là làm việc trên thị trường tài chính thật sự. Chỉ có một người duy nhất làm việc trên McKinsey mà thôi. Thì điều này nghĩa là gì? Nghỉ có nghĩa là lý do tại sao mà nền kinh tế nó bất ổn. Tại vì chúng ta dựa vào những người mà ra quyết định mà họ chưa bao giờ làm việc thực tế trong ngành kinh tế hết. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có cái sự bất ổn kinh tế bây giờ. Ít ra đây là thông điệp đến từ Fox mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái drama của uh, Twitter và Elon Musk đi thì có thông tin gì mới. Những gì mà thường đã chia sẻ với các bạn cách đây 2 ngày đó thì cũng có thêm một số những cái tài liệu mới hơn nữa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục Phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái dự án có tên là DEIP thì DEIP đó là một cái dự án xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng phi tập trung cho các nhà sáng tạo có thể xây dựng trên nó các nền kinh tế và đây là thông điệp đến từ DEIP thì DEIP đó bao gồm thứ nhất là Creator Economy Protocol đây là một cái giao thức đa chuỗi dành cho các nhà sáng tạo mã hóa và quản trị các tài sản của nền kinh tế. Có đi hiểu đó là khởi tạo các dự án mới bằng cách modem mà DEIP đã tạo sẵn cho bạn thay vì chúng ta sẽ thấy các team đó đang xây dựng các dự án như là hiện nay. Thứ nhì là Web3 Constructor. Đây là một cái modem mã nguồn mở mà nền tảng DEIP cho phép những người sáng tạo có thể tạo ra hệ sinh thái hay các nền kinh tế mà có thể gọi chung là các dự án hay là các đáp mà không cần biết code hay là lập trình cũng giống như là WordPress vậy họ xây dựng các modern mà những người mà không cần biết lập trình cũng có thể xây dựng một website hoàn thiện thì ở đây đó ý nghĩa của modern web 3 constructor này là như vậy nó sẽ giúp cho nhà phát triển xây dựng các đáp nhanh hơn thứ ba đó là DEIP network đây là cái lớp nền tảng để mà tạo ra những cái đáp những ứng dụng phi tập trung được xây dựng dựa trên framework Substrate 3.0, DEIP triển khai một số giao thức cần thiết cho các nhà phát triển tạo nền kinh tế thành công trên blockchain, bao gồm giao thức cốt lõi Core Protocol, Creator Economy Protocol và các lớp khác được xây dựng bên trên, chẳng hạn như là giao thức Collective Intelligence giao thức thanh khoản tự động, dynamic liquidity và các giao thức khác. Và DIP đó cũng là một phần của hệ sinh thái của Near Octopus. Thì DEIP đó được kết nối với Near thông qua một giao thức chuỗi chuyển tiếp được gọi là mạng Octopus cho phép hợp tác giữa các hệ sinh thái này vì mục đích tích hợp đó, DEIP đã trở thành một chuỗi ứng dụng, một chuỗi khối độc lập được xây dựng cho một cái ứng dụng cụ thể ở trên mạng của Octopus. Tất cả các nội dung được phát hành cho mạng DEIP được bắt cầu đến near Octopus đưa các dự án của mình đến mạng DEIP và người dùng của DEIP. Ngoài ra đó, các nền tảng được kết nối cho phép người dùng DEIP truy cập vào toàn bộ môi trường và dự án NEAR yeah, chẳng hạn như là môi trường DeFi, NFT, DAO vân vân. Chúng ta cũng có thể thấy là DEIP có các backer như là Hill Rise Ventures, M31 Capital, Shima Capital, Prime Locks Ventures cùng các đối tác khác bạn có thể xem trên trang web deip.world. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 4 này đó thì DEIP sẽ IDO trên nền tảng IDO Skyward Finance Các bạn nào quan tâm đó thì có thể tham gia và xem bài hướng dẫn ở trên Medium của Skyward Họ cũng sẽ phát hành đến 5% trong tổng 4 tỷ DEIP token trong đợt này Nhưng mà bạn phải kết nối với cái Vinia để tham gia Ngoài ra đó tất cả những người tham gia sẽ nhận được một phần của đợt Airdrop Octopus Network trị giá lên đến 200.000 đô la là token OCT. Cũng như thường lệ, đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm đó, thì có thể bấm vào những cái link bên dưới để có thể tìm hiểu thêm chi tiết về DEIP. Và cái tài liệu đó đó chính là bây giờ thì uh, Twitter đã đưa ra một cái quyết định được bỏ phiếu bởi hội đồng quản trị đó. Họ vẫn chưa ra quyết định là có chấp nhận Elon Musk À, mua lại công ty Twitter với cái mức giá là 43 tỷ hay là không Thì họ vẫn chưa có ra quyết định đó Nhưng mà cái điều mà họ đã ra quyết định đó Là tại vì họ lo sợ cái việc là Elon Musk đó, Thì có tiền để mà thu mua lại cổ phần bên ngoài Để có thể là nắm quyền Có nghĩa là tấn công vào công ty Twitter Nếu như mà công ty Twitter không chấp nhận bán với giá 43 tỷ này thì Elon Musk thì dùng tiền của mình để mà thu mua cổ phần bên ngoài và từ đó có thể là nắm quyền ở Twitter được. Giống như các bạn xem video thầm công hồi xưa gì đó. Nhưng mà công ty Twitter đó thì đã bỏ phiếu hội đồng quản trị và đã chấp nhận một cái chiến lược gọi là poison pill có nghĩa là uống thuốc độc đó thì để hiểu đơn giản đó gọi là poison pill đây không phải là một cây thuốc độc mà chỉ riêng có Twitter mà đây là một cái chiến lược của hội đồng quản trị của tất cả những công ty khắp nơi khi mà họ có một người nào đó, đó muốn thâu tóm công ty bằng cách là mua cổ phần bên ngoài để có thể thâu tóm công ty đó thì khi mà họ biết được điều đó thì họ sẽ có một chiến lược gọi là poison pill thì cái poison pill này đó có nghĩa là hiểu đơn giản, nếu như mà có ai đó mà thu mua hơn 15% cổ phần của công ty Twitter mà không được sự chấp thuận của hội đồng quản trị đó thì những cổ đông có quyền được mua thêm cổ phần tương tự với cái mức giá thấp hơn, có nghĩa là sẽ làm loãng đi cái số lượng mà cái người đó đang nắm trong tay. Thì hiểu đơn giản nếu như mà Elon Musk bắt đầu là thu mua thêm những cái cổ phần bên ngoài cho bản thân của Elon Musk thì bây giờ có thể là Elon Musk nắm giữ bây giờ là 9% giống như là Elon Musk mua thêm giả sử như là 20% nữa là sẽ nắm tổng cộng là gần như 1 phần 3 công ty Twitter đi nhưng mà lúc đó đó thì hội đồng quản trị cũng có quyền mua thêm cổ phần cái phần trăm tương tự với cái giá thấp hơn để cho elon musk không có thể nào mà nắm quyền trong công ty được tại vì các bạn cứ thu mua thêm cổ phần để mà có thêm phần trăm công ty nhưng mà khi các bạn càng thu mua đó thì hội đồng quản trị họ sẽ càng có thể tạo thêm nhiều cổ phần mới để làm lõng đi cái phần trăm các bạn đang lưu trữ điều này đó là một trong những cái chiến lược không phải chỉ có ở riêng Twitter mà đây là một cái chiến lược à, đã có từ lâu rồi để chống lại những cái việc thâu tóm công ty. Hy vọng là các bạn hiểu cái cách giải thích tới đây. Đây là cái mà họ gọi là poison pill hay là uống thuốc độc đó. Thì có nghĩa là khi mà họ kích hoạt cái chiến lược này đó thì không tốt cho cả hai bên. Đương nhiên không tốt cho người mà đang muốn âm thầm thu mua cổ phần bên ngoài tại vì họ càng thu mua càng tốn tiền nhưng mà lại không đạt được cái ý định ban đầu là nắm giữ phần trăm, còn cổ phần của Twitter thì cũng bị loãng đi tại vì những người kia cũng sẽ tiếp tục thu mua thêm coi như là ai có tiền thu mua thêm lâu nhất nhưng mà cuối cùng nên thì cũng không được lợi đâu cho nên mới gọi là poison pill đây cũng là một trong những cái chiến lược để mà chống lại tấn công bên ngoài thâu tóm công ty thì điều này đó đã được bỏ phiếu và thông qua ở Twitter hiện tại. Các bạn thấy được là cái drama này vẫn tiếp tục mà thôi chúng ta vẫn chưa biết là kết quả sẽ như thế nào nhưng mà cho đến thời điểm này đó thì Twitter vẫn chưa từ chối bán cho Elon Musk tôi nghĩ là họ cần thêm thời gian à, để mà xem coi cái giá này có hợp lý hay là không và có ai trả giá cao hơn để mua lại Twitter hay là không nhưng mà cái mà thường không hiểu ở đây đó là Twitter không phải là một công ty mà có lợi nhuận cao bao nhiêu năm qua các bạn đã thấy là từ năm 2018 đó đây là cái bảng giá của cổ phiếu Twitter trong vòng 5 năm qua thì chúng ta thấy là từ năm 2018 đó thì giá cổ phiếu có lên có xuống nhưng mà hầu như là từ năm 2017 cho đến à, cái thời điểm là tháng 3 năm 2020 đó thì cổ phiếu hầu như đi hàng ngàn 3 4 năm trời. Nếu các bạn là cổ đông nên thì các bạn sẽ không có được vui đâu. Và sau đó, đó thì dịch bệnh xảy ra các bạn thấy được là không chỉ riêng là Twitter Mấy nhiều công ty công nghệ đó, cổ phiếu đó tăng lên rất là cao là từ tháng 3 tăng mãi cho đến cái thời điểm là tháng 2 của năm 2021. Rồi sau đó cổ phiếu Twitter cũng như là nhiều cổ phiếu của những công ty công nghệ khác như là Facebook đó, thì lại đi xuống rất là nhanh. Từ cái mức cao của cái t một năm đó là khoảng uh, 80 đô cho một cổ phần. Bây giờ chỉ còn có cái mức là 45 đô mà thôi. Nhưng mà cái mức này là sau khi có cái sự drama của... Elon Musk. Chứ còn trước đó nữa các bạn thấy được là cách đây đó không có lâu ngày 20 tây tháng 3 cách đây khoảng chừng là 3 tuần thì cái giá của cổ phần của Twitter đó lúc đó chỉ có là 33 đô mà thôi thì có thể thấy được là Twitter không phải là một cái công ty mà làm ăn có thu nhập cao. Và nhiều người cho là trước khi mà có cái sự lộn xộn của Elon Musk muốn thu mua lại công ty Twitter đó Thì công ty này đã là một công ty mà nhiều cổ đông đã không có hài lòng với cái cách vận hành của công ty rồi Thì không hiểu tại sao mà có nhiều người trong Twitter chống đối việc Elon Musk thu mua lại công ty Twitter Nhất là ở cái mức giá mà thường cảm thấy là tốt như vậy Và đương nhiên thôi thì cũng có cái phần thiên vị ở đây Tại vì thường biết Elon Musk là một người mà yêu thích crypto Đương nhiên thu mua lại twitter thì sẽ là một công ty mà ủng hộ crypto nhiều hơn đó là cái suy nghĩ của thận thì đương nhiên thường cũng có cái phần uh, gọi là thiên vị ở đây nhưng mà đó là điều mà Thuận đang suy nghĩ hiện tại và các bạn thấy được là không biết tại sao lại có những cái uh, bài viết mà nói với những tin cũng đã cũ rồi các bạn thấy được là đây là bài viết của cnbc đã đăng ngày hôm qua ngày 16 tháng 4 đó về cái việc mà đã xảy ra năm 2018 khi mà Elon Musk đưa ra một cái thuyết ở thời điểm đó nói là muốn thu mua lại cổ phần của công ty Tesla ở mức giá là 420 đô rồi sau đó là sẽ biến công ty Tesla trở thành một công ty tư nhân chứ không phải là một công ty lên sàn chứng khoán nữa và đương nhiên đó, lúc đó thì Elon Musk cũng đã gặp nhiều cắt rối với lời SEC thời điểm đó ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ và thường nhớ lúc đó Elon Musk phải trả cái phần tiền phạt đó là 20 triệu đô la rồi phải từ chức là chủ tịch của Tesla vẫn là CEO nhưng mà từ chức chủ tịch vì lý do là phát biểu lộn xộn dẫn đến giá cổ phiếu trao đảo trên thị trường và cho đến bây giờ thường nghĩ là hình như là vẫn còn có một số những cái cổ đông đó cùng nhau để mà kiện Elon Musk để được bồi thường thời điểm đó Nhưng mà đây cũng là một thông tin đối thường cũng không phải là mới đâu Nhưng mà gần đây lại có những bài viết này đó Thường nghĩ là cũng có ai đó trả tiền để mà tấn công vào cái lòng tin của cổ đông Đối với lại Elon Musk hiện tại Và muốn đưa ra một cái thông điệp là Elon Musk trở thành chủ của công ty Twitter Không hẳn là điều tốt cho cổ đông đâu Thì đó là điều mình thường muốn chia sẻ đây Đây là thông tin mới nhất cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết kết quả và công ty Twitter đó bây giờ đang xem cái hành động của Elon Musk như là một cái hành động thâu tóm công ty và họ đã sẵn sàng để mà chống lại Elon Musk ở thời điểm hiện tại và về cái việc là Elon Musk Twitter đó thì rất nhiều rất nhiều người đó hầu như thường cũng không có rõ là những người này không đi Twitter giống như là Cameron Winklevoss có nghĩa là anh em xin đôi của sàn Gemini đó thì cũng là những người mà ủng hộ Elon Musk hiện bây giờ và không thích Twitter. Và rất nhiều người ở trong thị trường crypto này cũng không thích Twitter tại vì những cái à, chiến lược của Twitter liên quan đến à, việc là Twitter thì thường hay lóc người khác hay là đưa ra những cái lực là không cho đăng này không cho đăng kia và cái tweet các bạn là có thể bị ẩn bởi à, Twitter. Và Twitter đó là một công ty mà hầu như chỉ thích ủng hộ Bitcoin thôi. Nhưng cái altcoin đó thì hầu như là không có được cái sự quan tâm đến từ Twitter, cho nên rất nhiều người trong thị trường crypto này đã đang ủng hộ Elon Musk hiện tại. Các bạn có những cảm nghĩ gì về cái chuyện này các bạn hãy comment ở bên dưới. Thông nên kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta tuy là thấy cái giá cả gần đây đó nó hơi là nhàm chán một chút, giá BTC thì cứ xoay quanh là 40.000 đô, Ethereum bây giờ là hơn 3.000 đô một chút là 3.049 BNB là 414. Nhưng mà tôi muốn dẫn các bạn trở về quá khứ một năm để các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt dưới giờ này năm ngoái và bây giờ như thế nào trước hết cái sự khác biệt đó, ngoài trừ giá cả ra các bạn đã thấy được là một trong những cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là cái sự hứng thú đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ mới vào thị trường này thời điểm này của năm ngoái đó cực kỳ sôi động luôn rất nhiều người tham gia vào thị trường này lần đầu tiên và giá BTC thì tăng trưởng giá crypto nói chung là tăng dẫn đến là nhiều người tham gia hơn cái sự FOMO rất là cao Bây giờ đó hầu như các bạn đã thấy được là thị trường này không có nhiều người mới Ở thời điểm hiện tại và thường không nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều người mới tham gia vào Cho đến khi mà Bitcoin phá cây định cụ lập định mới Và thường thì vẫn hy vọng là trong năm nay chúng ta sẽ thấy cái điều đó xảy ra và các bạn đã thấy được đó là giờ này năm ngoái đi, để thường trở về ngày 18 tháng 4 năm 2021 thì các bạn thấy được là giờ này năm ngoái đó giá BTC thì đương nhiên cao hơn bây giờ ở mức là 56.000 đô bây giờ chỉ có 40.000 đô mà thôi nhưng mà tuy là Bitcoin xuống đó thì các bạn cảm thấy được là thị trường ảm đạm thật sự đó các bạn nhìn vào giá của Ethereum đi Giờ này năm ngoái đó giá Ether chỉ có 2.200 mà thôi mà trong khi ở thời điểm này đó giá của Ethereum mặc dù là đang nhiều người cho là ảm đạm Giá Ether đã đi xuống và không còn nhiều người mới trong thị trường này nhưng mà chúng ta đã thấy là cái giá Ether bây giờ là 3.049 Còn cao hơn cái thời điểm mà sôi động của năm ngoái là 2237 Các bạn thấy được là BNB thì 481 thì so với lại cái mức giá bây giờ là 414 thì vẫn xuống À, nhưng mà vẫn ở mức là hơn 400 đô các bạn thấy được là XRP đi thì XRP giờ này năm ngoái là một đồng 41 cent bây giờ thì giảm hơn à, chỉ có 77 cent mà thôi nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy cái sự sôi động đến từ những đồng khác như là Solana Solana bây giờ là 103 đô thì Solana bây giờ là một trong những cái dự án mà nhiều bạn rất là yêu thích nhưng mà năm ngoái đó Solana là dự án đứng thứ 19 và giá chỉ có 32 đồng 30 cent mà thôi Chúng ta có thể nhìn vào Tel Luna thì bây giờ mức là 80 đô thì Tel Luna năm ngoái đứng hạng thứ 30, mức giá chỉ có là 13 đô mà thôi. Giờ này năm ngoái, các bạn có thể nhìn vào Avalanche, Avax thì Avax á, năm ngoái giờ này đứng hàng thứ 38 chỉ có 29 đô mà thôi mà bây giờ các bạn thấy được là Avax đã ở mức là 77 đô và đương nhiên năm ngoái giờ này là chúng ta vẫn có những đồng mà bây giờ không còn trong top 10 nữa như là chúng ta nói tới uh, Litecoin, Bitcoin Cash vân vân thì cái mà các bạn thấy được đó là ngoại trừ Bitcoin và Ethereum nữa các bạn đi trở về nhiều năm đó, thì các bạn thấy được là lúc nào thì cũng là Bitcoin Ethereum là đứng đầu nhưng mà lúc nào đó từ hạng 3 trở xuống đó thì vẫn có những cái dự án lúc đó là cái dự án mà nhiều người yêu thích nhưng mà bây giờ đã không còn nữa cho nên lý do tại sao mà những nhà đầu tư lớn họ chỉ thích Bitcoin và Ethereum thứ nhất là thanh khoản cao họ cần phải mua và bán số lượng lớn thường xuyên cho nên họ cần một thị trường có tính thanh khoản cao và thứ nhì nữa đó thì nhìn vào lịch sử Bitcoin và Ethereum là hai đồng mà có cái lịch sử dài hạn đứng được vị trí 1 và 2 dài hạn Những đồng kia thì vẫn chưa có chắc Nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ngoài điều đó ra đó thì các bạn đã thấy là nhiều người bây giờ cảm thấy là thị trường đang hơi buồn chán, hơi nản Chúng ta có thể đang ở trong mùa đông crypto như là thường đã chia sẻ một cái video cách đây vài ngày đó chi tiết hơn về cái sự khác biệt giữa năm 2018 và bây giờ tôi muốn chia sẻ thêm một số những cái thông tin để bổ sung vào là các bạn đã thấy mới đây đó ngoại trừ Bitcoin thì đương nhiên Bitcoin bây giờ là cái mức giá không cao bằng giờ này năm ngoái nhưng mà những đồng altcoin khác đó thì tăng rất là mạnh luôn các bạn thấy được là Ethereum thì vẫn cao hơn giờ này năm ngoái chúng ta mới vừa nói tới Solana chúng ta nói tới Terra Luna Avalanche đều cao hơn giờ này năm ngoái rất là nhiều nếu như các bạn nghĩ đó là mùa đông là nhìn như vậy thì các bạn có thể là không ở trong thị trường này quá lâu các bạn có thể là chỉ mới vào thị trường này gần đây thôi chứ còn mùa đông không phải là như vậy đâu. Mùa đông đó là cực kỳ chán luôn, những cái dự án lớn đó ở thời điểm đó như là Neo nhiều dự án khác đó thì đi xuống rất là nhiều. BTC thì cứ đi xuống và đi xuống và hầu như là đi xuống rồi đi ngang một chút rồi đi xuống rồi đi ngang một chút chứ không phải là như thời điểm bây giờ đâu thời điểm bây giờ giá cả vẫn là tốt và nếu như các bạn nghĩ là bây giờ là đang là mùa đông crypto mà mức giá là 40.000 đô thì uh, thường cảm thấy uh, mùa đông này cũng không có lành lắm đâu nếu các bạn nghĩ là mức giá 40.000 đô này là cái mức giá mùa đông crypto thì mùa đông này đó, uh, chúng ta cũng không cần phải mở cái máy sửa đâu Tại vì 40.000 vẫn là mức giá rất là cao Khi mà chúng ta chỉ nhìn lại 2 năm trước đây mà thôi Các bạn có nhớ đó là giá cả năm 2018 đó có một thời gian dài hầu như là hai tháng luôn giá đi ở mức là 6.000 đô cho BTC ngày nào cũng vậy và ngày nào thường cũng dành thời gian để mà lên chia sẻ với các bạn lúc đó cực kỳ chán luôn nhưng mà thường cũng thường hay chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ trải qua mà thôi tương lai đó thì thường vẫn có lòng tin và bây giờ thường cũng vẫn có lòng tin nhưng mà các bạn thấy được là sau đó 6.000 đô đã đi thời gian là 2 tháng trời mức đó rồi sau đó giá lại đi xuống 50% xuống 3.000 đô. Lúc đó ai cũng kêu gọi là Bitcoin sẽ chắc chắn và chắc chắn về 1.000 đô. Và bây giờ cũng có nhiều người kêu gọi sẽ chắc chắn về 30.000, 20.000. Thật ra mà nói là trên thế giới này không có gì chắc chắn hết các bạn cái mà thuận chia sẻ với các bạn đó là lòng tin của thuận cái sự suy nghĩ và cái tư duy riêng của thuận mà thôi về thị trường này chứ còn nếu như mà các bạn nghe những người khác chia sẻ là sẽ chắc chắn là bị con sẽ về mức này hay là lên mức kia đó thì không thể nào các bạn thấy được là ngay cả những người mà chuyên về phân tích kỹ thuật đó họ cũng có thể chia sẻ với các bạn là phân tích kỹ thuật đó chỉ là khả năng phần trăm mà thôi không có gì chắc chắn hết các bạn có thể là phân tích cái máy đi nữa như là thời điểm đó, đó các bạn có nhớ là Thôn Vay và một số những người khác đã chia sẻ hai bộ quay và khiến cho rất nhiều người lo lắng thời điểm đó là giá BTC đó sau khi về 3.000 đô cuối năm 2018 đó thì sẽ trên con đường đi về 1.000 đô nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được giá đã không về 1.000 đô mà cứ tăng lên và tăng lên thời điểm đó mãi cho đến bây giờ cho nên không gì là chắc chắn Thôn thì vẫn có lòng tin như là ngày đầu thường chia sẻ thông tin với các bạn trên channel này cách đây 5 năm không có gì khác biệt đối với thuận và nếu như các bạn xem những video trước đây đó thì cái tuyến đường của BTC đó thì vẫn đi theo cái suy nghĩ chung của thuận thời điểm đó lúc mà thuận chia sẻ là sẽ có một ngày những công ty lớn như ngân hàng lớn đó họ sẽ ủng hộ Bitcoin crypto họ sẽ có sản phẩm những công ty họ sẽ lưu trữ những quốc gia họ cũng sẽ lưu trữ Bitcoin như là vàng điện tử và một ngày đầu đó Bitcoin sẽ thay thế vàng và trở thành tài sản lưu trữ có vốn hóa cao nhất. Không ai tin đâu các bạn, nhưng mà bây giờ đó, các bạn thấy được là nhiều điều cũng đã xảy ra rồi những gì mà chúng ta cùng nhau tin tưởng trong vòng bao nhiêu năm qua đã là sự thật hiện bây giờ. Và vẫn vẫn tin tưởng tương lai Bitcoin sẽ còn lớn mạnh hơn, crypto sẽ càng lớn mạnh hơn, quốc gia sẽ chấp nhận rộng rãi và vốn hóa của BTC một ngày nào đó sẽ hơn cả vốn hóa của vàng, có nghĩa là giá của BTC đó còn tăng hơn 10 lần ở mức này. Câu hỏi là bao giờ mà thôi, lòng tin thì vẫn là như vậy.